Chào mừng các bác và anh chị đã quay trở lại với kênh Nhật của em Hoa trên YouTube ạ. Các bác và anh chị vào tham quan bộ bếp thì xin ủng hộ cho em một like, một đăng ký với ạ. Em chân thành cảm ơn rất là nhiều. Lâu rồi thì em cũng chưa lên về dòng Panoma full chức năng dạng môi chè này. Hôm nay em Hoa lại tranh thủ lên một mẫu bếp Panoma dòng 340 PA360 của Panoma đời 2017. Bây giờ em mời các bác và anh chị cùng tham khảo về con bếp ngày hôm nay của em ạ. Con này dòng mặt men màu trắng sữa nhé, con này màu trắng sữa này. Bác anh chị nào mà mình đang thích những cái gọi là màu sáng để thay đổi không gian bếp nhà mình, gọi là phong cách trẻ trung hơn, thì mình quan tâm đến những phân khúc màu sáng này. Này, mặt bếp rất là đẹp luôn, không một điểm tì vết nào. Còn mặt con này không có điểm trừ nhé, không bị một vết chảy xước nào. Còn bếp chất lượng rất là đẹp luôn. Con này về cũng rất là hiếm luôn đấy ạ. Chia lửa là bằng hợp kim nhôm nguyên khối ạ. Đang còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Bếp bên tay trái này, chia lửa bên tay trái rất là đẹp đúng không ạ? Chia lửa bên tay phải. Tất cả họng bếp thì bên em vệ sinh rất là sạch sẽ rồi, bộ chia lửa cực kỳ là chất luôn. Còn này hôm em test lửa và test luôn cái tính năng an toàn và giới thiệu cái chức năng của nó để cho các bác và anh chị mình theo dõi luôn nhé. Mặt thì không có điểm trừ rồi, rất là đẹp. Con mặt con này là rất là đẹp luôn, không bị một vết chảy xước nào. Dòng Panoma 360 PA360 WA HR đây. Đây là mã số bếp nhé. Khi các bác và anh chị mình quan tâm đến thì em sẽ chụp gửi lại cho mình để mình khi nhận bếp để so sánh đúng hình ảnh bếp để các bác và anh chị mình nhận bếp giúp em. Bếp Nhật nhờ cái tiềm cận biến đo nhiệt độ đáy nồi này, nó sẽ tự động tắt lửa khóa ga khi nồi cạn nước, gió thổi và không may đang nấu mất ngọn lửa. Nấu canh, nấu nước, nấu cháo có bị trào ra là nước bếp sẽ hoàn toàn tự động tắt lửa và khóa ga cho gia đình mình nhé. Em quay vào ban đêm á, thì ánh điện nó phản chiếu xuống nhiều nên các bác anh chị có thể nhìn thấy ngọn lửa nhỏ nhưng thực tế không nhỏ đâu nhé. Lửa rất là xanh luôn, rất là xanh, rất là đẹp luôn. Lửa xanh thì nấu rất tiết kiệm ga, tiết kiệm từ 25 đến 30% so với lại dòng bếp Nhật. Các bác anh chị nào mình đã sử dụng dòng bếp Nhật rồi á, thì cho em xin một bình luận phía dưới á. Dùng bếp Nhật rất là an toàn, rất là thích luôn. Tự động tắt lửa khóa ga, chống cháy nồi, chống hỏa hoạn cho gia đình mình rất là cao luôn. Đây, thành vách bên em thì đều có cân chỉnh lại, rất là đẹp luôn rồi. Và em sẽ test cái tính năng cạn nước bằng bếp bên tay phải này. Và con bếp bên tay trái là em sẽ test tính năng không may đang nấu mất ngọn lửa đi. Còn một tính năng nước trào nữa thì cái tính năng đấy thì khi các bác và anh chị mình sử dụng dòng bếp Nhật, mình trải nghiệm thì mình sẽ rõ điều đấy luôn ạ. Chờ đợi tín hiệu bếp báo về thì em sẽ test nữa cho các bác và anh chị mình thấy. Đây, phải nướng và vị nướng bằng chất liệu inox này. Còn bếp này rất là đẹp, rất là VIP luôn. Chất liệu inox. Bác và anh chị vừa nghe tín hiệu đó, cái tín hiệu tiếng nhạc nhẹ nhẹ đấy, vừa báo là đã khóa ga của tính năng mất ngọn lửa đấy. Đấy. Tín hiệu 1-2 là ký hiệu đã tính năng của khóa ga của tính năng mất ngọn lửa. Em test luôn cho các bác và anh chị mình theo dõi. Đã hoàn toàn khóa ga đó, rất là an toàn luôn. Phím em đang còn bật đấy ạ. Lò nướng 2 tầng lửa. Này là nướng 2 tầng lửa. Lửa rất là xanh luôn, rất là đẹp. Tất cả tiêu chuẩn nướng của Nhật thì các bác và anh chị mình cũng yên tâm sử dụng. Vì người Nhật họ đề cao sức khỏe của gia đình mình rất là cao luôn. Cho nên các bác và anh chị khi sử dụng dòng bếp Nhật là rất an tâm về chế độ nướng của họ nhé. Tất cả bên trong là bằng tôn zin của Nhật hết này, rất là dày dặn và chắc chắn luôn đấy ạ. Một con bếp nướng hẹn giờ tối đa là được 14 phút và tối thiểu 1 phút. Em sẽ hẹn 1 phút của lò nướng luôn ạ. Bác và anh chị vừa nghe tiếng nhạc gì nữa không ạ? Đấy là cái tiếng nhạc đã báo hiệu của tính năng cạn nước đấy ạ. Này, nồi nóng quá thì bếp cũng là đã tắt lửa rồi. Và khi nào tắt là cũng khóa ga luôn. Đây em test luôn cho các bác và anh chị thấy luôn ạ. Này, hoàn toàn đã khóa ga đúng không ạ? Cực kỳ gọi là an toàn luôn. Đấy, tự động tắt lửa khóa ga chống cháy nồi cho gia đình mình rất là cao luôn. Đây còn xong con bếp bên tay phải này. Là có chức năng tự động nấu cơm, tự động nấu cháo và tự động nấu nước. Và con bếp bên tay con bếp bên tay phải này là có chức năng tự động nấu cơm, tự động nấu nước, tự động nấu cháo. Con bếp bên tay trái này thì có chức năng điều chỉnh chiên rán từ 168 đến 200 và có chức năng 3S. Còn đây là khay chứa pin của dòng bếp Nhật đấy ạ. Và con này là full đồng hồ hẹn giờ cả ba bếp nhé. Hẹn giờ được bếp phải này, hẹn giờ được bếp trái và hẹn giờ của lò nướng. Một phút hẹn giờ của lò nướng của em gần hết thời gian rồi đấy ạ.
Đồng hồ đã trở về không ạ? Tiếng nhạc du dương lên rất là hay luôn đấy ạ. Đây, bếp cũng đã tắt lửa rồi ạ. Và khi nào tắt là cũng khóa ga luôn. Tiếng nhạc rất là vui tai đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ hẹn thêm 1 phút của bếp Thái cho các anh chị mình theo dõi là xem xong là chức năng hẹn giờ của bếp hoạt động rất là tốt luôn ạ. Một con em xin lỗi, hai bếp nấu trên là hẹn giờ tối đa là được 99 phút. Đây, 99 phút ạ. Và tối thiểu là 1 phút ạ. Đây, các bác anh chị Bình đợi chờ với em thêm 1 phút nữa nhé. Thì xem là chức năng hẹn giờ của bếp nấu trên là hoạt động tốt không ạ. Mình theo dõi luôn, mình quan tâm đến những phân khúc này. Tất cả những con bếp này là con này rất là đẹp luôn, hình thức rất là mới luôn. Tháng 2 năm 2017 đấy ạ. Tháng 2 năm 2017, thành vách hai bên hông trái hông phải đang còn rất là đẹp luôn. Ngoài những phân khúc như thế này thì bên em còn rất nhiều loại nhé. Loại giá thành 1,2 triệu, quên, em xin lỗi, 1,6 triệu. 1,6 triệu là phân khúc như thế này, và trên dưới 2 triệu em đều có nhé. Các anh chị nào mình quan tâm đến cái phân khúc dòng nấu nướng như thế nào thì cứ liên hệ với em Hoa theo số điện thoại em chạy ở góc trái màn hình đó. Thì em sẽ chọn lựa cho gia đình mình những cái mẫu và gửi hình ảnh cho các bác và anh chị mình chọn lựa được những hình ảnh mẫu bếp mình ưng nhất nhé. Một em Panoma cực kỳ là đẹp luôn. Bác và anh chị vừa nghe tín hiệu gì nữa không ạ? Đấy là tiếng nhạc du dương rất là hay, báo hiệu là đã hết 1 phút hẹn giờ của bếp thả em đang hẹn ạ. Đồng hồ đã trở về không ạ? Và khi nào lửa tắt là cũng khóa ga luôn. Em test luôn cho các bác và anh chị mình thấy ạ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây, phím em đang còn bật đây ạ. Đó, hình thức mua hàng bên em thì các bác và anh chị trước khi mua hàng cũng vui lòng cọc cho em từ 2-3 500. Bên em bao ship, bao lưới chống chuột cho các bác và anh chị rồi ạ. Và tặng kèm theo cho các bác và anh chị một đôi pin, để khi nhận bếp thì các bác và anh chị sẵn pin để test đồng kiểm với shipper giúp em. Còn sau đấy bếp ok hết thì các bác và anh chị thanh toán số tiền cho ship giúp lại bên em. Đấy, các bác và anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì xin cho em một đăng ký kênh, một like với ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh chị ở các video tiếp theo của em Hoa ạ.